Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Lại sắp tròn 100 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều. Chăm lo cho mẹ, cấp ủy chính quyền và hội đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, giúp mẹ có động lực sống vui ở tuổi già. Ngoài trợ cấp hàng tháng, mẹ còn được doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. Có bà con tay tham viên thì có quyển bây giờ có chú. Khi nó nợ cửa rồi đồng buồn đó, đưa lẻ đó. Ngày 27 tháng 7 là Thương binh Liệt sĩ, cũng như Tết cổ truyền dân tộc thì có đồn của huyện này và đặc biệt thị trấn cũng như là đồng quỹ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đến tham rồi cũng tham viếng và đồng thời chúc Tết và tặng quà cho mẹ. Nói chung thế, trong cái việc mà Tết thì thường thường là chỗ ủy ban nhân dân cũng như là đặc biệt là chỗ đoàn thanh niên là cũng xuống là cũng quét dọn này, chăm lo này, sửa sân là nhiều cửa cho mẹ. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nguyên ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành cũng sắp tròn 100 tuổi, hiện đang được con cháu chăm sóc chu đáo. Mẹ còn được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hành nhận phụng dưỡng từ nhiều năm nay. Mẹ Nguyên có hai con là liệt sĩ, tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng mẹ vẫn cảm nhận được tình cảm mà cán bộ chiến sĩ huyện Nghĩa Hành dành cho mình, giúp mẹ sống vui, sống khỏe. Bà lắm, vui, mừng nữa. Tới chúc mừng bà già mạnh khỏe thôi, rồi nữa là có ít tiền gì đó để thôi, phải không? Có cái ngày lễ ngày Tết thì đơn vị cũng đã cử cán bộ xuống để động viên mẹ yên tâm và được sống lâu hơn. Đây cũng là một trách nhiệm và vinh dự của cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện, thể hiện đạo lý uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây. Phong trào phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được duy trì và lan tỏa sâu rộng. 125 mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Ngãi còn sống hiện nay đều được các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời với mức thấp nhất là 1,5 triệu đồng trên một tháng. Tiền hỗ trợ hàng tháng được chuyển tận tay các mẹ một cách nhanh nhất và trung thực nhất. Trung thực ở đây là có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là đến thăm để động viên tinh thần các mẹ, để các mẹ an vui cái tuổi về già. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng đến công tác xét duyệt hồ sơ công nhận giải quyết chính sách đối với người có công theo quy định mới. Hiện toàn tỉnh có hơn 33.000 người có công và thân nhân người có công còn sống đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Việc chi trả luôn được thực hiện theo tiêu chí đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định và đến tận tay người hưởng. Bà Lê Thị Đào là người có công cách mạng lại bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi tháng được nhận tiền trợ cấp khoảng 3 triệu đồng. Tuổi già, bị bệnh tim, đi lại khó khăn nên bà được nhận tiền trợ cấp ngay tại nhà. Nhà nước quan tâm, bữa đón, quan tâm cho tôi là đem tiền tới tặng nhà. Khỏi có xuống lên thì tôi mừng rồi. Quảng Ngãi có hơn 181.000 lượt người được công nhận là người có công với cách mạng. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển hệ thống an sinh xã hội, sau ngày tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm và tập trung chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác người có công cách mạng. Việc thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được thực hiện chu đáo, tận tình. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả, giúp cho người có công và thân nhân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Từ ngày mà được chính quyền cũng như ở trên mà giúp đỡ để cho cô làm được cái nhà đây, và nói chung cô cũng thêm vô một ít tiền để mà ở dưới kia để mà vô để xây dựng lại cái nhà tới đây,
thì làm từ trước đây thì thấy nó mất mẻ, khôn tròn, khỏe mạnh, mà cô cũng vui vẻ, cũng rất là mừng. Địa phương cũng trích cái nguồn quỹ đại ngân đáp nghĩa để hỗ trợ cho một số hộ khó khăn về để xây dựng nhà cho các gia đình chính sách. Rồi trên cơ sở đó thì cũng rất cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân nào hảo tâm cũng thời gian qua đã cùng chung tay với địa phương để hỗ trợ cho địa phương xây dựng được một số nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng. Không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn. Tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho những gia đình chính sách và người có công. Qua rà soát cuối năm ngoái, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 460 hộ nghèo có thành viên là người có công cách mạng, trong đó có 102 hộ còn khó khăn về nhà ở. Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa và ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ gia đình có nơi ở ổn định và có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi đã có những việc làm cụ thể sát với cái thực tiễn nhu cầu. Ví dụ như là một cái yêu cầu là cho người có công, hộ gia đình có công có mức sống trung bình hoặc là cao hơn với mức sống hiện tại của tại khu đó, thì Quảng Ngãi chúng ta đã thực hiện cái việc này bằng cách là tới từng nhà, rà từng địa chỉ để xác định những người có công, những hộ có công đang thiếu cái gì, để bằng các cái nguồn lực của nhà nước cũng như là nguồn lực ngoài xã hội vận động để hỗ trợ cho người có công được có cuộc sống tốt hơn. Quan tâm chăm lo cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách là trách nhiệm và đạo lý của toàn xã hội. 35 năm sau ngày tái lập tỉnh, đời sống của người có công cách mạng và thân nhân không ngừng được cải thiện. Quảng Ngãi tiếp tục chăm lo chu đáo những người có công và thân nhân với trách nhiệm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng, góp phần giảm bớt nỗi đau cho những người ở lại. Và để đời sống vật chất tinh thần của người có công và thân nhân ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn.